Các chính sách hỗ trợ cho đầu tư công nghệ trong nông nghiệp không thiếu, nhưng các chính sách này chưa đến được với doanh nghiệp. Đây là nhận định chung của các chuyên gia cũng như nhiều doanh nghiệp tại hội nghị bàn về chủ đề trên diễn ra vào ngày hôm qua. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, hiện có 7 luật, 17 nghị định của Chính phủ và 14 quyết định của Thủ tướng, cùng nhiều thông tư liên tịch khác, quy định về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nông lâm thủy sản trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Trong đó có các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ đất đai, cơ sở hạ tầng, ưu đãi thuế, phí, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp. Nhưng theo khảo sát đánh giá của Viện, thì số doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách này rất hạn chế. Cụ thể, trong 200 doanh nghiệp khảo sát, chỉ có 3% doanh nghiệp tiếp cận được tín dụng mua máy móc, thiết bị, 0,5% doanh nghiệp được chuyển giao công nghệ của nước ngoài, 9% được hỗ trợ đào tạo cán bộ, 1% được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo các doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ cho đầu tư công nghệ trong nông nghiệp thì nhiều, nhưng doanh nghiệp hưởng lợi không được bao nhiêu. Còn cái cơ chế chính sách thì nhà nước có nhiều chính sách, chúng ta thấy cái hội nghị hôm nay chúng ta thấy có những cái chính sách rất là tốt, nhưng khi mà đụng tới tay doanh nghiệp thì khó vô cùng. Ví dụ chúng tôi nhập một cái hệ thống, chúng tôi là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi nhập một cái hệ thống thủy canh từ Thái Lan về thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi được miễn thuế 100%. Nhưng mà khi ra hải quan thì vẫn có thể nhập khẩu vì hải quan nói thu lầm, còn hơn là phải để sót. Thì chúng tôi thấy rất là bất tiện về chính sách. Cũng theo các doanh nghiệp, nguyên nhân của vấn đề trên chủ yếu do thiếu đồng bộ trong thực thi chính sách giữa các bộ ngành. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ cho biết. Bộ Nông nghiệp cũng rất là chia sẻ với các doanh nghiệp về các những cái khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên thì đối với rất nhiều các lĩnh vực như thuế, như đất, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, rồi lãi suất, rồi tín dụng, thì tất cả những cái này nó đều nằm ở trong các cái văn bản mà các bộ ngành khác là đơn vị chủ trì. Về phía Bộ Nông nghiệp thì luôn luôn đứng bên cạnh doanh nghiệp, để kể cả bất cứ những cái việc gì mà doanh nghiệp kiến nghị khó khăn thì Bộ Nông nghiệp sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để có những kiến nghị, để có những cái ý kiến đề xuất với Chính phủ để tạo thuận lợi, mọi thuận lợi cho doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết đang dự kiến đề xuất ban hành chính sách đặc thù nhằm tạo cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư công nghệ trong nông nghiệp.